Trang trại Thanh Xuân thu mua dế cho bà con ở Quảng Bình, gửi về theo đường ô tô tại Hà Nội, về đến bến xe hoặc các địa điểm trên địa bàn Hà Nội. Còn đây là các khách hàng ở đâu đây? Bác này là ở Quảng Nam à? Thì là đóng ở Quảng Nam, bác đóng rất là thoáng, ghi rõ số cân tổng, số cân bì và trừ đi là số cân dế và gửi về tu trang trại Thanh Xuân. Số điện thoại 0974870050. Đây là của em Việt ở Quảng Bình gửi về. Ông bố ở nhà không? Bố bảo mẹ con bật hộ con cái máy nên gọi không được. Trang trại Thanh Xuân, hai thùng dế. Vâng. Khách hàng nuôi ở xa mà khách hàng nuôi dế rất là tốt. Dế con nào cũng to đều đẹp. Đây là bác khách hàng tự ghi tất cả các cái bì này là chúng tôi đều ghi của khách hàng, đều quay trực tiếp mà khách hàng ghi trên thùng. Các thùng có chữ của khách hàng đây thì bà con theo dõi từ Quảng Bình mà gửi về tới Hà Nội. Dế ở dưới đáy thùng không có một con nào bị chết, rất là tốt, nhiều dế rất tốt, con nào cũng đều đẹp, tháng 7 căng mọng trứng, dưỡng trứng rất tốt. Đây là rất là phải lấy bác này làm nêu gương ở xa, nhưng mà bác ấy làm khá là tốt, dế mọc cánh hết rồi. Đặc biệt là trang trại Thanh Xuân sẽ có trong hợp đồng là chúng tôi không mua dế đẻ rồi. Đẻ rồi là như nào? Đây là sản phẩm dế của bác này, con cái số lượng với con đực tương đương nhau. Khi khách hàng mà dùng dế cho đẻ thì là con hút lấy áo ra nhựa múc, từ múc một thùng, múc một ít để đổ vào một cái thùng khác cho nó đẻ ở thùng đấy. Bà con không được phép lấy trứng ở trong các cái thùng dế mang đi bán. Nếu mà chúng tôi những cái con dế mà mang đi bán mà nó đã đẻ rồi, nghĩa là cái bụng của nó chui về trong thùng, bụng của nó bé bằng như cái cánh thì đấy, mà cánh mọc thùng lưng rồi thì có nghĩa là bà con đã thu hoạch trứng rồi. Đây là cái con dế, bà con nhìn, bao giờ dế trứng nó cũng là khi đã mọc cánh thùng lưng rồi thì cái phần trứng, phần bụng của nó bao giờ cũng phải vượt qua cánh, to hơn rất nhiều so với cánh. Còn nếu mà bà con mà bán con dế cái, tôi chúng tôi nhìn cái con dế cái mà nó lại như con dế đực như thế nào. Đây là con dế đực, nó không ai thì nó cắn, nó không có cái bụng trứng còn để cắn đau thế, cho nên là cái bụng của nó sẽ vừa với phần cánh. Thì những con dế cái mà bà con mà bán sản phẩm như này chứng tỏ có nghĩa là bà con đã đẻ rồi thì chúng tôi sẽ không thu mua. Còn nếu dế cái mà bụng bé thế này thì cái tầm cánh chưa có chùm lưng được. Đấy là cái nguyên tắc mà trang trại Thanh Xuân thu mua. Đối với bà con, chúng tôi chấp hành những cái điều khoản trong hợp đồng thì bà con cũng phải chấp hành. Chúng tôi làm rất chặt chẽ và có uy tín, làm thu mua, xuất bán, mọi thứ nó đều phải chuẩn. Chúng tôi không ép bất kể bà con nào, nhưng bà con phải làm cho đúng, bởi vì chúng tôi giá chúng tôi kể cả ngoài thị trường là bao nhiêu lên xuống thất thường, nhưng trang trại không bao giờ lên xuống giá với bà con.